Trong 2 tháng đầu năm 2017, theo khảo sát tại một số ngân hàng, hiện mức lãi suất đang có xu hướng điều chỉnh tăng. Ngân hàng nhà nước cho biết trong những ngày đầu tháng 1 năm 2017, có một vài ngân hàng tăng nhẹ lãi suất huy động khoảng từ 0,1 đến 0,3% một năm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh lãi suất này chỉ diễn ra ở một số ngân hàng thương mại của phần nhỏ, không phản ánh xu hướng chung của toàn thị trường. Hiện mặt bằng lãi suất huy động phổ biến ở mức từ 0,8 đến 1% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng từ 4,5% đến 5,4% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, từ 5,4% đến 6,5% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng ở mức từ 6,4% đến 7,2% một năm. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6,7% một năm đối với các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức từ 6,8% đến 9% một năm đối với ngắn hạn, từ 9,3% đến 11% một năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4% đến 5% một năm. Ngân hàng nhà nước cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết thanh khoản hợp lý, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ nhằm phấn đấu ổn định mặt bằng lãi suất.